Được nè. Đôi đôi này là đẹp này. Một hai. Xem nhá. Rồi. Cá không cần bế đâu, cho con cháu nó đứng chưa. Ông bà cứ nhìn đây nhá. Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao. Tiếng nổ vang ai đang cưới qua mời thì khăn đóng áo dài.
cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, dù chén thứ hai tôi chúc cho đàn bà. Nè nè anh ta, tôi mời anh một chén cùng. Nè cô sáu cười ta ngon lẹn. Riêng ly này tôi chúc cô nhau tặng là. Điều riêng ly này tôi chúc gái gia nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rằng rằng. Chỉ sao cùng ly với bà xôi đi cai đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có sau non non xuân nhà.
có cô giàu hiền. Ồ ngô thay có con đơn quay, soi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Alo. Em sẽ cưới vào lúc chị sẽ xuất phát từ nhà khi 8 giờ 5 ngày 14 âm. Xin báo cáo cô như vậy để nhân cái diễn đàn này để cho các cô một ông có bà hoặc nhà gái bố thí thu xếp công việc và để làm sao đón đoàn, làm sao cho nó trọn vẹn. Và ngày hôm sau là dạy giải trai có ý kiến là sẽ rước dâu và về đến nhà trai là trước từ 2:15 đến trước 3 giờ. Tôi xin báo cáo với ông bà là một như vậy. Và chúng tôi cũng xin kính mời các cụ cao có bà được hái vượt theo cái thời gian như vậy để tổ chức đón tiếp gia đình hàng ngày trai cũng như để đón trẻ ngay mặt gia đình hội nhà hội nhà gái. Sẽ có một ngày